Quý thầy cô mình học tiếp được không? Mới copy vô PowerPoint à, cho nên hơi dở một chút nha. Cái chỗ nào quý thầy cô thắc mắc không hiểu cứ hoặc là góp ý cứ hỏi. Thật ra thì cái phẩm này á là cái phẩm quán tự tánh thì đúng hơn, nhưng mà tiếng Hán nó là quán hữu vô, nhưng nội dung của nó là quán các pháp không có tự tánh, cho nên cái bản tiếng Anh á nó dịch từ tiếng Phạn á, nó dịch từ tiếng Phạn và tiếng Tây Tạng, có hai cái bản tiếng Anh như vậy. Thì người ta dịch là Svabhava từ tiếng Phạn là essences, có nghĩa là bản chất, bản tánh. Essences là bản tánh. À, thì đây chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu cái phẩm này. Cái phẩm này mở đầu bằng một cái bài, một cái lời hỏi vấn đáp. Đó là người ta nói rằng mọi pháp đều có bản tánh vì nó có một cái tác dụng gì đó thì gọi là có bản tánh. Ví dụ như là hồi xưa là quý thầy quý cô mà đi tu thì cái gia tài của thế gian còn lại đó là cái bình bát và cái chiếc y. Thì mình nhìn cái hình này, mình thấy cái màu cam vàng vàng của chiếc y này, mình không thể nói cái đây là cái bình bát, mà mình nhìn cái bình bát mình cũng không thể nói cái này là cái chiếc y được. Tại vì cái bình bát nó có cái tác dụng là để đựng đồ ăn, cái y thì nó có tác dụng là che ấm lạnh mưa nắng lõ lồ. Thì như vậy mỗi cái nó có tác dụng, cho nên nó có cái tánh riêng của nó mà nó khiến cho cái y khác với cái bình bát. Ví dụ cái bình này không phải là cái bình bông nha, mà là cái bình bát á, có bản tánh của cái bình và tấm vải, có nghĩa là chiếc y á có bản tánh của tấm vải. Tại vì hồi xưa người ta thí dụ là cái hình ảnh của một người tu á, trong cái đạo thì nó dễ hiểu hơn. Bản tánh này xuất hiện khi có sự kết hợp của các duyên lại với nhau. Thì người ta nghĩ rằng sở dĩ mà cái bình bát này được gọi là cái bình bát khi nó có cái duyên, đó là nó được ông thầy sử dụng. Còn lỡ cái bình bát này mà nó đem đi vô cho cái bà mà bán cá hay bán thịt thì bà sẽ đựng cá đựng thịt. Hồi xưa lúc mà trước khi chúng mình đi tu á, cái nhớ chúng mình đi tu là mùng 2 Tết, mà nhà cái cô bạn chúng mình quen á thì cứ 30 Tết là lên là chúc Tết gia đình cổ rồi về. Thì bữa đó cái cổ biết là chúng mình thích ăn canh rau đay với lại cua á, có con còng á, hồi xưa ăn mặn mà ghê lắm. Cái cổ mới lấy cái nón sắt đó quý thầy cô, cái cổ đâm mấy con còng á, cái con còng nó bò lên cái chạy, cái nó bỏ ra, cái cổ nắm nó cứ giục vô kịch, cái có đập cái rồi nó dẹp lép luôn. Lúc đó chứ mình sợ quá, chứ mình niệm Phật quá trời luôn. Lúc đó thì tháng 11, cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch là anh chứ mình chết, bị bệnh xỉn rồi, chứ mình thấy sợ chết quá, thấy vô thường quá, nên mới đi tu để tìm đường thoát chết, nhưng mà chưa đi. Cái xin quý thầy ở học viện đây nè, thầy Nhuận Hải hồi đó ở ngoài Ninh Hòa học khóa 2 ở đây á. Lúc chứ mình vô học bài vòng vòng lan can nè, lúc còn sinh viên y khoa đó, cái thầy Dương Hải nói thôi đã học xong y rồi đi tu chứ bỏ uổng lắm, rồi có một cô bạn gái làm sao đi nổi ha. Nói chung là không ai nghĩ với mình mà đi tu được hết trơn á, nhưng mà tự nhiên thấy chết sợ quá cái đòi đi tu thì sau này cái gặp lại cái cô bạn đó, cô có lấy chồng có con học đại học hết rồi. Thì cái mẹ chứ mình chết, cái sao chị chứ mình báo cho cổ, cô về có thăm, cái gặp cổ cái hỏi ủa giờ cô còn ăn còng không? Nó không, ăn chay luôn rồi, đâu có ăn mặn nữa. Thì cái chiếc nón sắt đó hồi xưa lính chế độ cũ á, lính ngụy á, thì họ đội cái nón không phải là nón bộ đội của mình, nón bộ đội mình làm bằng nhựa, còn lính cái nón sắt của Mỹ á là nó có cái quai lỏng lẻo ở đây, mà cái nón của nó bằng sắt, được chưa? Cậu Bảy chứ mình cũng đi lính ngụy, cái bữa đó ổng đi ổng cầm súng về sau bị bắn cái đùng một cái, nhưng mà cái viên đạn á nó bắn ngay chỗ 1/3 ngoài nè của cái trán á, chứ không phải ngay giữa trán. Thì cái nó trúng cái nón sắt, nó làm cái cong một cái là cái nón sắt nó quay vòng vòng vậy nè, đứt quai và nó quay vòng vậy, ổng không chết. Mà nón bộ đội bắn cái là chết liền á. Cái nón bằng nhựa mà bắn trúng cái nón là đụng đầu. Nhưng mà cái nón sắt của Mỹ nó hay vậy nè, nó sâu lắm nha, nó sâu gần tới cái nếu mà đội chụp xuống là nó qua cái lỗ mũi luôn á đó. Cho nên nó bảo vệ kỹ lắm. Cái viên đạn AK mà bắn vô một cái chính giữa thì là lũng đầu, nhưng mà bắn chệch qua một chút thôi, nó kêu cái cong một cái là cái nón nó quay một cái vậy nè là không sao hết trơn á, được không?
À, thì cái nón sắt đó sẽ trở thành cái đồ đâm tiêu, đâm còng, đâm gì gọi là nó tác dụng của nó mà nó có cái tánh khác nhau đúng không? Đó là lý do đó nha. Còn bây giờ người ta đụng xe thì người ta không có vũ khí gì trong chiếc xe hết trơn á, người ta xuống người ta sẽ dùng cái vũ khí thay vì là con dao hay là cây gươm hay gì đó thì người ta dùng cái nón bảo hiểm sẽ trở thành là cái vũ khí đánh nhau đúng không? Đúng không nè? Đây là nói ngoài đời á. Như vậy thì kể câu chuyện để cho có ấn tượng là một vật nó không có tự tánh, nhưng mà tùy theo cái công dụng của nó mà nó có cái tánh khác nhau, ý vậy đó nha. Đồng ý vậy không? Đồng ý ha. Rồi nè, mọi pháp đều không có bản tánh vì nó có lực dụng. Bản tánh này xuất hiện khi có sự kết hợp của các duyên. Đây là quan điểm của Nhất Thiết Hữu Bộ. Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng là trên đời này cái gì cũng có tự tánh hết trơn á, nhưng mà nó chưa đủ duyên để nó hiện ra tự tánh thôi. Mỗi quan điểm này sai này nha. Nè. Thì đưa ra cái vấn nạn như vậy á, thì có đúng hay không? Chúng duyên trung hữu tánh, các duyên ở trong các duyên có tánh hay không? Long Thọ chắc chắn trả lời là không rồi. Nhất Thiết Hữu Bộ cho vậy nè quý thầy cô, là thí dụ như cái nón sắt hồi nãy chứ mình nói á, và cái cối để đâm tiêu đâm đồ á nha, nó có cái tự tánh đó nhưng mà nó ẩn ở trong vũ trụ này, không biết nó ẩn ở đâu nữa mà nó không có nói cái chỗ ẩn. Nhưng mà khi mà người ta có cái duyên là người ta dùng cái chày đâm tiêu á, thì cái nón sắt nó trở thành cái chày, cái cối đâm tiêu. Còn khi người ta dùng cái cối đâm tiêu đó người ta đội lên đầu á thì ta gọi là nón sắt, phải không? Do đó mà cũng là cái nón lá thôi. Quý thầy cô đi học đội nón lá đó thì không phải quạt cũng để giải sầu, không phải gầu cũng dùng để múc, không phải gì nữa, không phải quạt cũng để đội đầu, không phải gầu cũng dùng để múc, những gì nữa nè, không phải hả? À, không phải dầu cũng dùng để tát, rồi không phải gì nữa. À, không phải quạt cũng để giải nồng, không phải gì nữa. À, không phải nông cũng dùng để đựng cho giỏi đấy sợ. Không phải nông cũng dùng để đựng, rồi không phải gì nữa. Không phải nón cũng để đội đầu, bởi vì nó là cái lá. Cái lá mà người ta chầm lại, thì tùy theo công dụng, để đội đầu thì gọi là nón lá. Để giải sầu thì làm cái quạt, để múc nước thì làm cái gầu. Ủa có ai múc gầu bằng nón lá không ta? Có hả? Có. Rồi không phải nông cũng dùng để đựng. Quý cô ở học viện á, cứ chiều lâu lâu cái sách một, mỗi cô đi một hàng dài từ học viện Lê Minh Xuân đi dọc ra ngoài cái bảng ở ngoài ngõ đó. Chi vậy? Cầm nón lá theo để làm gì vậy? Buổi chiều đâu có nắng nữa đâu, nón lá buổi chiều xế á. À, đúng rồi. Không phải nông cũng dùng để đựng. Mấy cô tạt vô trong cái rừng tràm á là hái cái rau chạy á, mấy cô biết rau chạy không? Rau chạy là nó chạy lẹ lắm, nó là hái nay cái ngày mai chỗ khác nó có, tại hái cái đọt không à. Còn giờ mình vô mình hái nó mà mình không khéo á thì mình chỉ đụng vô cái phần cái lá dài dài với cái thân đó, nó có mấy cái lông như là mắt mèo đó, nó dính vô tay mình là nó ngứa không thể nó nổi mà đây lên luôn á, là lúc đó mình phải bỏ chạy. Hái rau xong mà lỡ mà hái ở dưới không có hái cái đọt, cái lông của cái rau chạy nó đâm vô cái là mình bỏ chạy. Nên nó có hai trường hợp để chạy khi hái rau đó. Một là rau đó nó mọc rất nhanh, hái xong rồi cái ngày mai qua chỗ khác hái tiếp, tại nó chạy lẹ, nó mọc ra cái đọt mới liền à. Rồi chừng bữa sau quay lại cái chỗ cũ là nó ra cái đọt non mình hái tiếp, gọi là rau chạy. Nhưng mà đồng thời mình không biết hái thì mình cũng phải bỏ chạy luôn. Nó chứ mình bị một lần rồi cho nên là tẩn tới già luôn à. Do đó mà cái nón lá đó bây giờ trở thành cái rổ để đựng rau, tùy theo công dụng mà nó có cái tánh đó, cái tánh nó ẩn ở trong vũ trụ đó mà đủ cái duyên đó, cái duyên đó là cũng cái nón lá nhưng mà tùy theo cái công dụng nó mà nó có cái tánh khác nhau, và cái tánh đó là bất biến, nó ẩn ở trong vũ trụ á. Khi quý cô không hái rau thì nó ẩn lại trong vũ trụ, khi quý cô lấy cái vật gì đó ra để hái rau thì nó thành là cái rổ vậy đó. Thì quan niệm của Nhất Thiết Hữu Bộ mình thấy dường dường như đúng á, nhưng mà nó không đúng. Thì Long Thọ bác bỏ nè. Bài kệ thứ nhất: chúng duyên trung hữu, chúng duyên trung hữu tánh, trong các duyên, chúng duyên là những điều kiện, những cái duyên, những điều kiện, trung là ở trong, trong những điều kiện đó có cái gọi là tự tánh hay không? Chúng duyên trung hữu tánh, thị sự tắc bất nhiên thì là điều không có
không có khó đúng nha, bất nhiên là không có tự nhiên á, không có như nhiên á, như vậy là không đúng. Nếu nói trong duyên có tánh, như vậy là không đúng. Tánh tùng chúng duyên xuất, nếu tánh từ các duyên đó mà nó xuất hiện ra, giống như cái tánh rổ thì nó ẩn ở đâu trong vũ trụ? Bây giờ đủ cái duyên là có người lấy cái nón lá, có người hái rau bỏ vô trong cái nón lá, thì cái tánh rổ nó sẽ nhập vô cái nón lá đó, để nó thành, nó biến cái nón lá thành cái rổ. Ý của Nhất Thiết Hữu Bộ là vậy á. Tức là tam thế thực hữu, rồi gì? Pháp thể hằng hữu. Pháp thể là tánh á, tự tánh á, nó hằng hữu trong vũ trụ đó. Bây giờ chỉ cần đủ duyên là nó hiện ra. Thì Ngài Long Thọ nói rằng như vậy là không đúng. Nói trong duyên có tánh, như vậy là không đúng. Nếu tánh từ các duyên sanh ra, thì cái tánh đó là cái pháp được tạo tác, chứ không phải là tự nhiên mà nó có. Ví dụ như cái đây là cái cây con của một cái cây cổ thụ. Cái cây cổ thụ người ta ươm thành cây con, bắt đầu nó như vậy nè. Thì cây bồ đề, nó có cái hạt bồ đề, người ta trồng xuống dưới, cái nó mọc lên cây bồ đề con. Thì khi mà đem cái hạt bồ đề á, có biết cái hạt bồ đề không quý cô? Quý cô có đeo sâu chuỗi bồ đề không? Thì cái hạt đó là hạt bồ đề á. Cái bồ đề nó có bông, nó ra, nó kết thành cái trái cũng như cái hột gì đó rụng xuống, người ta lụm cái hạt bồ đề, người ta kết thành cái bông gọi là sâu chuỗi bồ đề đó. Thì cái hạt bồ đề đó người ta ươm thành cái cây con. Như vậy cái tánh của cây bồ đề á là nó có, theo Nhất Thiết Hữu Bộ là nó có. Nhưng mà bây giờ á, đầu tiên là nó nhập vô cái hột, thì nó có cái duyên là hột, thì gọi là hột bồ đề. Rồi cái hột đó được người ta chăm sóc bởi hai bàn tay dễ thương, mà nhìn vô giống hai cái miếng dẻ lâu quá vậy ta. Phải có bàn tay không? Bàn tay, đúng rồi. Bàn tay nè, sưởi ấm nè, rồi có đất nè, có nước nè, thì cây bồ đề, hạt bồ đề mọc lên thành cây bồ đề, ví dụ vậy đó. Thì cái tánh bồ đề bây giờ nó chuyển từ cái hạt bồ đề, chui qua cái cành thân lá cây bồ đề, rồi bắt đầu nó thành cái cổ thụ bồ đề. Rồi cây bồ đề đó nó sinh ra cái bông, sinh ra cái trái, sinh ra cái hạt bồ đề, rồi cái tánh nó chuyển qua cái hạt, rồi nó nằm dưới lòng đất trở lại. Nếu không đủ duyên thì nó biến mất trong vũ trụ, rồi cái hạt bồ đề đó thành đất đá, được chưa? Quan niệm đó đó. Thì Ngài Long Thọ nói rằng nếu anh đã nói tánh từ duyên sanh, thì tánh đó là cái tánh không có tự nhiên, không có thật, mà là do cái sự tạo tác mà ra. Tạo tác gồm có phân bón, có đất, có nước, có ánh sáng, có bàn tay con người chăm sóc, chứ không phải cái hạt bồ đề nó rụng rỡ, rụng luôn, nó chết luôn, nó khô luôn. Có thấy cây bồ đề nó đầy hết, nhưng mà có mấy cây con mọc lên đâu nha, tại vì thiếu duyên, đúng không? Mà nhờ bàn tay tạo tác của con người ươm trồng nó, hoặc là một cái điều kiện thật sự thuận lợi, thì cái hạt bồ đề nó mọc lên cây bồ đề con. Như vậy tất cả các pháp nào mà do duyên sanh là phải là tạo tác hết. Ta nhớ chỗ đó. Cái nhà này sở dĩ có được là do sự tạo tác của gạch, cát, đá, xi măng và công thợ. Còn nếu đổ một đống cát, đống gạch, đống xi măng không ai tạo tác hết, thì vài năm sau nó thành là một đống xà bằng, phải không nè? Không thành cái nhà được. Như vậy các pháp mà gọi là nhà đó, cái tánh nhà đó là một cái pháp do tạo tác. Nếu anh nói rằng duyên hợp là phải là tạo tác, mà cái gì tạo tác là vô thường? Cái gì tạo tác là vô thường? Tại hồi xưa người ta lý luận vậy nè, âm thanh là vô thường. Theo Nhân Minh Luận á, âm thanh là vô thường. Tại vì có một cái phái gọi là phái thanh thường luận của số luận á, họ cho rằng âm thanh là thường còn. Thì Nhân Minh Luận Phật giáo nói là âm thanh là vô thường, không có thường. Người ta chứng minh, ta nói âm thanh là thường còn. Bởi vì sao vậy? Khi mà mình nói ra một tiếng, cái tiếng đó không mất. Cái âm thanh đó nó đủ duyên thì nó biến thành tiếng nói. Nó hết duyên, nó chìm ở đâu trong vũ trụ á. Các pháp nó đều có tánh hết trơn á. Giờ cái đủ duyên là sao? Cái máy ghi âm MP3 nè, nó lưu cái âm thanh này lại. Bây giờ lớp học tan rồi, nghỉ rồi, nhưng mà vài bữa sau cái file này được up lên mạng thì âm thanh nó lại xuất hiện trở lại, tức là đủ duyên nó hiện cái tiếng đó lại, chứ nó không mất. Ý vậy đó nha. Rồi bây giờ á, nhiều khi chúng ta lại cứ nghĩ nó cái điều đó có thật lại rồi đó. Một cái ánh sáng người ta mới phát hiện ra nó cách mình là tới 3.5 tỷ năm ánh sáng. Bây giờ một cái kính thiên văn ở trên vệ tinh đó, nó chụp được một cái đốm lửa lóe lên cái đùng cái gì nè, mà kích thước của cái đốm lửa đó đó là nó lớn gấp 4 lần cái hệ mặt trời của mình luôn, tức là toàn bộ trái đất sau cho đến diêm vương tinh cộng lại cộng với mặt trời luôn. Thì cái khối lượng đó
nó còn nhỏ hơn cái đốm lửa mà nhân tạo do một cái người ngoài hành tinh tạo ra. Có nghĩa là cái hành tinh đó nó lớn khổng lồ luôn, nó lớn như thế giới Tây Phương Cực Lạc vậy đó, thì dễ hiểu. Thì cái thế giới đó nó cách mình 3 tỷ rưỡi năm ánh sáng. Thì tại vì cái ánh sáng đó được tạo bởi một cái tần số sóng ánh sáng là mắt con người nhìn thấy được, mà ánh sáng này là ánh sáng điện quang, mà điện thì do con người tạo ra, chứ trong thiên nhiên nó chỉ có sấm chớp là hết rồi. Bỗng nhiên người ta phát hiện ra một cái chớp lóe lên một cái, nó không tới 1/10 giây. Thì với cái nguồn ánh sáng đó thì cái năng lượng đó bằng gấp 10 lần cái hệ mặt trời này cộng lại. Cái năng lượng đó là do con người ngoài hành tinh tạo ra để làm gì? Để đẩy cái tên lửa đi ra khỏi cái lực hút của cái hành tinh họ và bay vào trong không gian để thám hiểm không gian. Như vậy, ở ngoài trái đất này đã có một cái sinh vật nào đó mà cái đời sống của họ rất cao. Họ chế ra những phi thuyền mà cái tên lửa của họ nó lớn khổng lồ và nó phát ra một cái sức mạnh kinh khủng để đẩy cái hành tinh nào đó bay đi với tốc độ nhanh như ánh sáng vậy đó. Để họ đi thám hiểm, người ta đưa ra cái lý thuyết đó. Thì như vậy, cái ánh sáng đó, âm thanh nó nổ cái đùng đó, bây giờ người ta tái tạo lại được à. Tức là nó tồn tại 3 tỷ rưỡi năm rồi chưa mất một cái âm thanh đó. Như vậy thì người ta, hồi xưa người ta tu, người ta có thiền định, người ta có thiên nhãn gì đó, thiên nhĩ gì đó, mà người ta có thể nghe được cái âm thanh từ trong quá khứ, cái hình ảnh từ trong quá khứ bằng thiền định. Và những cái đại sư của các cái tông phái đó, họ nói rằng âm thanh là thường còn chứ không phải vô thường. Cho nên mình đừng có tưởng cái câu âm thanh là thường còn là người ta tưởng tượng, người ta nói, không có đâu. Người ta bằng định lực của người ta có thể nghe được cái âm thanh trong quá khứ, người ta thấy được hình ảnh trong quá khứ. Và người ta nghĩ rằng bởi vì người ta nghe được cái âm thanh trong quá khứ, người ta thấy được hình ảnh trong quá khứ, cho nên nó thường còn, được chưa? Nó không có biến mất. Nên ta đưa ra một cái tư tưởng là âm thanh là thường còn. Nhưng mà Phật giáo thì phủ nhận nó âm thanh là vô thường. Vì sao? Vì tôn nhân nè, vì nè, âm thanh là thứ được tạo tác hay bị tạo tác? Được tạo tác. Cái gì được tạo tác? Cái này là dụ nè, tôn nè, nhân nè, dụ nè, tôn nhân dụ thôi. Trong dụ này nó có hợp hết giọng luôn rồi. Cái gì được tạo tác thì vô thường. Ví dụ như cái bình bát, chứ không phải trái bình bát nha. Cái bình bát khác, trái bình bát khác. Đó. Cái gì được tạo tác là vô thường, ví dụ như cái bình bát, rồi không cần kết luận, mình sẽ tự tư duy trừu tượng và lý luận mình hiểu. À, cái bình là cái người ta nắn lên, cái bình bát á là do thợ nó nắn lên thì thành cái bình. Vậy cái bình đó sàn thời gian nó sẽ bể, nó hư, nó cũ và trở thành lại đất đát, cho nên nó vô thường. Cái gì được tạo tác là cái đó vô thường à. Đưa ra ví dụ cái bình là xong. Thì từ ví dụ cái bình mình hình dung ra âm thanh cũng vậy, do sự tạo tác bởi sự va chạm giữa cái lực đẩy tên lửa, nó nhá lửa ra, đúng không? Cái chất thuốc nổ điện quang đó, nó nổ ra à. Thì cái gì được tạo tác thì vô thường, ví dụ như cái bình. Âm thanh là vô thường chứ không phải thường còn. Mặc dù 3 tỷ rưỡi năm còn nghe, chứ 3.000 tỷ rưỡi năm nữa thì nó cũng thành hư không thôi, đúng không nè? Đó. Năng lượng nó sẽ bị suy yếu dần và nó biến mất khỏi thế gian này luôn. Do đó ở đây chúng ta thấy cái gì được tạo tác là vô thường, mà cái gì vô thường thì không gọi là tự tánh được. Bởi vì định nghĩa tự tánh là một cái gì đó thường còn, vĩnh viễn, bất diệt thì mới gọi là tự tánh. À, tự tánh nè, self nature là bản chất thực tại chắc thực của một vật, gọi là reality. Tiếng Phạn là svabhava, sva là tự, bhava là tánh, là hữu, chúng hữu tình hay là tự tánh đó. Chúng hữu là có, bhava là có chứ không phải hữu tình nha. Thì svabhava là tự tánh, nhưng mà thực sự trên đời không có gì có tự tánh hết, nó gọi là ni svabhava, là không có tự tánh. Đó là cái ý nghĩa mà nếu mà gọi là pháp tạo tác thì không có thường còn. Cái bài kệ thứ hai, người ta trả lời cho câu hỏi rằng thì anh nói rằng là tự tánh của các pháp thì không có vì nó vô thường, nhưng mà vì nó tạo tác, mà tạo tác là vô thường thì không thường còn, không thường còn thì không gọi là cái tánh chất thật được. Nhưng mà tôi nói á, là tôi không có bàn tình diện thường còn, tôi bàn cái chuyện là đứng trên mặt không gian á, chứ đừng đứng trên mặt thời gian nha. Đừng cứ đứng trên mặt tác dụng. Tại vì một pháp nó có bốn mặt, như hồi đó mình học Bát Bất Trung Đạo á, sự hiện hữu nè, thời gian, không gian và sự vận hành. Bây giờ nói các pháp mà được tạo tác
có nghĩa là nói lên sự vận hành. Mà đã là được tạo tác thì phải là vô thường, là nói về mặt thời gian, đúng không? Nhưng mà tôi không có nói trên mặt vận hành và thời gian, tôi nói trên mặt không gian. Trên mặt không gian thì các pháp là do duyên sanh, các pháp là do duyên tạo. Thì tự tánh của các pháp là một pháp, mà tự tánh các pháp là một pháp thì nó do duyên hợp, thì có gì sai với lời của Phật dạy đâu. Đó, vậy người ta chắc có ở mức độ gọi là bệnh chồng thêm bệnh nha, nặng rồi đó, được không nè, bệnh nặng rồi đó. Tức là sao? Đúng lý ra thì cái người hỏi phải nên hiểu rằng tự tánh của một pháp là ngay trong pháp đó nó có cái tánh chất của cái pháp đó, thì cái tự tánh không rời cái pháp. Mà đằng này cái người chấp thì chấp rằng trên cây viết này nó có một cái pháp khác cây viết nữa, cái pháp khác cây viết gọi là tự tánh của cây viết, được chưa? Nó giống như trong cái quả mà có cái hột vậy đó, thì cái hột với cái trái xoài là khác nhau, thì người ta chấp vậy đó. Vậy thì cái vỏ xoài, cái thịt xoài là do duyên hợp thì tôi đồng ý. Mà anh nói rằng duyên hợp là có tạo tác, là vô thường, vô thường không phải tự tánh, đồng ý luôn. Nhưng mà tôi đang nói tự tánh là duyên hợp thì có gì sai đâu. Cái hột xoài nó cũng duyên hợp như cái vỏ xoài, như cái thịt xoài, chứ có gì sai đâu. Thì người ta chấp là tự tánh là một pháp gì đó nằm trong một vật nào đó. Giống như chúng ta có cái hồn, đúng không? Cái thần thức của chúng ta hay cái hồn, thì cái hồn đó là tự tánh, thân thể mình là cái sự sai sử của tự tánh. Mình phân tích, mình nói thân thể mình mỗi ngày ăn cơm vô, uống nước vô, hít thở không khí vô, thì nó vô thường. Nó vô thường vì nó tạo tác bởi đất, nước, gió, lửa, bởi không khí, bởi thức ăn, bởi gì nữa? Nước. Như vậy thì thân thể vô thường, nhưng mà cái ta của mình á, cái hồn của mình á, không cần ăn nó cũng còn. Chết đi mình ăn đâu có được, nhưng mà mình vẫn tồn tại mà. Thì cái quan niệm đó của ngoại đạo vậy đó nha. Mà cái hồn của mình nói nó là duyên hợp được không? Nếu anh nói các pháp là do duyên sanh, thì bây giờ thân thể mình khi chết đi nó trả về cát bụi, thì cái đó tôi đồng ý. Nhưng cái hồn của tôi á, anh nói không có, thiệt hả? Tôi nói có, tôi cũng tuân theo quy luật là duyên sanh có được không? Thì luận giả sẽ tiếp tục, tức là Long Thọ sẽ tiếp tục nói rằng, nếu cái hồn hay là cái thần, cái ngã, nếu tánh được tạo tác, nói vậy nghĩa là gì? Tánh gọi là vô tác, không nương pháp khác thành. Ở đây người ta đang nói là duyên tạo ra thì có tự tánh nha. Thì Long Thọ nói rằng nếu tánh mà được tạo tác thì tạo tác đó là không phải thật rồi. Đã tạo tác thì không gọi là tự tánh, mà tánh phải gọi là không tạo tác và không nương các pháp thành. Thì anh nói tự tánh là nhân duyên là không đúng. Ví dụ cái hồn của chúng ta theo ngoại đạo chấp là nó bất biến. Ở con gà cái hồn của mình vẫn là cái hồn đó, không thay đổi gì hết. Nó nhỏ như cái ngón tay cái, nó sáng như ngọn lửa, và có đốt nó không cháy, bỏ vô lửa nó không chìm, ngàn năm bất diệt, không bao giờ nó hư hại, không bao giờ nó thay đổi gì trơn á. Cái hồn mình á, khi tái sanh nó nằm trong trái tim, ví dụ vậy nha, người ta quan niệm vậy đó. Bây giờ đi qua con gà, cái hồn nó chui qua trái tim con gà, núp cái chổng. Đi lên loài trời, nó nằm trong trái tim của ông trời. Đi xuống địa ngục, nó nằm trái tim ở địa ngục. Đi trong loài quỷ, nó thành trái tim của quỷ, đúng không? Ở mùa đông thì nó thành trái tim mùa hè. Mùa đông luôn nha. Thí dụ vậy đó. Ý nói là ngoại đạo chấp rằng cái tự tánh của con người mình á, là bất biến, không thay đổi. Nhưng mà bây giờ mình đã phủ nhận rồi, nó có tạo tác rồi, thì giờ ngoại đạo nói vậy thì cái hồn là duyên sinh cũng được vậy, chứ có gì đâu mà không được. Thì Ngài Long Thọ nói rằng đã gọi là duyên sinh á, là do những cái khác nó hợp lại để nó thành, giống như nãy mình học cái bài kia đó nha. Gọi là hợp là do cái khác hợp lại đó. Mà đã là hòa hợp thành thì không gọi là tự tánh à. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Hòa hợp là có nghĩa là cái khác. Yếu tố mà yếu tố nó phải khác nữa, đúng không? Giống như cái bông được tạo nên bởi cái gì? Cánh hoa, đài hoa, nhụy hoa. Nhụy hoa không phải là cái bông, cánh hoa không phải là cái bông, đài hoa không phải là cái bông. Mà gộp lại thành cái bông thì cái bông này là do những cái không phải nó hợp nên thì cái tự tánh không có. Ý vậy đó. Không nương các pháp thành mới gọi là tự tánh. Mà đằng này cái câu đặt, cái vấn đề đặt ra là vậy thì tôi chấp nhận tự tánh đó do duyên sinh. Ngài Long Thọ nói nếu anh chấp nhận cái duyên sinh thì anh tự mâu thuẫn lấy mình. Đã duyên sinh là những cái khác hợp lại mới thành duyên sinh. Mà giờ cái khác thì không phải là tự tánh nữa rồi, nó là cái tánh khác rồi. Như vậy thì quý thầy quý cô biết rằng khi chúng ta ăn thịt bò, ăn thịt heo thì chúng ta thành bò thành heo phải không?
hay thành gì? Thành người. Chúng ta ăn lúa chúng ta thành lúa, chúng ta ăn cỏ chúng ta thành cỏ, đâu có phải nha. Chúng ta ăn những cái khác đó, nó vô mình, nó phối hợp, gọi là đồng hóa, nó biến thành thịt người, ghê chưa. Con người nó hay chỗ đó, nó nghiền nghiền mấy cái kia nhỏ ra. Vì sao mình nó làm được vậy? Vì hạt gạo không có tự tánh, vì đậu nành, tàu hủ kỳ, tàu hủ không có tự tánh, rau muống, cà chua, dưa leo không có tự tánh. Nếu nó có tự tánh thì mình ăn vô, hôm nay chúng ta, lớp chúng ta sẽ có bánh mì, nước, cà phê, sữa, cơm, có người sáng ăn mì gói là nó thành mì gói học nè, bánh mì học chứ không phải người học nữa, đúng không nè? Đó. Tại vì mấy cái đó nó không có tự tánh. Đồ ăn nó không có tự tánh, cho nên không có tự tánh sướng quá. Vô vào tử mình, quý cô biết không, là nó nghiền ra thành một cái hỗn hợp. Hỗn hợp đó ngon không quý thầy con? Nếu ói ra chúng ta dám ăn lại không? Nó vô cái nó qua bao tử mình nha. Chưa đâu, cái thức ăn mà nằm trong bao tử mình đó, nó trộn với lại cái chất axit. Nó trộn chất axit. Khi mà nó trộn axit đó thì nó chua lét à. Nó chua thì chua rồi đó, cái nó đẩy xuống dưới tá tràng. Ở tá tràng là bắt đầu ở gan mình á, bắt đầu nó làm việc, nó tiết ra mật nhiều hơn. Nó đẩy vào túi mật bóp một cái, nó xịt túi mật giống như là cái chai nước tương đen á, biết không? Tương đen mà mình ăn phở á. Cái túi mật nó cũng chứa mật màu đen vậy, nó bóp một cái là mật nó theo ống mật nó chạy vô tá tràng. Tá là 12, tràng là ruột, cái đoạn ruột nó dài bằng 12 đốt ngón tay gọi là tá tràng. Nó nối giữa bao tử với ruột non. Thì ngay chỗ đó mật nó tiết ra. Để nó tiêu hủy dầu ăn mà sáng với thầy cô ăn á. Dầu béo, chất béo thì bao tử nó tiêu hóa chất béo không được. Tới cái chỗ cái đoạn nối đó là nó bơm mật vô, mật nó sẽ phân tích, phân hủy, chia chẻ mấy cái phân tử chất béo, là nó bự lắm mà nó dai lắm, nó khó chia nhất. Nên là cái chất béo đó nó sẽ được cắt nhỏ ra thành ở dạng phân tử triglycerid rồi đó, cholesterol rồi đó. Thì xuống tới ruột non á là hầu như á là các thức ăn đều bị cắt ra hết trơn rồi, ở dạng là phân tử hết rồi. Rồi tới ruột non bắt đầu ảnh kiểm tra lần nữa, coi ra bây giờ còn thứ gì chưa tiêu hóa không, cái ảnh tiết ra từng tế bào ruột non á, nó tiết ra cái chất dịch gọi là dịch ruột, được chưa? Dịch ruột nó tiết ra tới đâu á thì bắt đầu cái ruột nó co bóp để nó đẩy thức ăn xuống tới đó. Nó làm rột rẹt có chổng á. Bây giờ quý cô đang ngồi đây là rột rẹt có hai trường hợp. Rột rẹt là đói và rột rẹt là no. Gọi là nhu động rột á. Đó. Thì gọi là kiến bò bụng á. Đó là bắt đầu nó đẩy xuống. Nó đến cái đoạn cuối ruột non á. Quý thầy cô biết cái thức ăn của mình nó như là gọi là hỗn hợp sệt đặc như là cà rem mà nó bị chảy nước ra vậy đó. Thành nước vậy đó, tự vậy đó, nó có cái màu tự vậy đó. À, rồi bắt đầu á là nó hút vô trong cái nhung mao ruột, nó đi vô trong máu mình. Thì khi mà đi vô máu mình là thức ăn phải hoàn toàn là bị cắt hết trơn rồi, là bị thành nước hết trơn rồi. Thì ở dạng là phân tử đó là gồm có 20 loại axit amin, là một loại đường là luco, đường fructo, đường manto, rồi carbon hydrate. Nó ngấm vô máu, máu mới lấy những cái phân tử đó để tổng hợp nên thành thịt người, thành mỡ người, thành da người, thành cái gì của người hết, được chưa? Cũng giống như người ta mua cái nhà gỗ của người dân tộc có cái nhà sàn gỗ mái nhọn cao lên, mua lại cái nhà đó 100-200 triệu, cái người ta phải rã ra là nó trong cái bao tử với ruột á, người ta bỏ lên xe căm nhông là nó đang chạy xuống ruột á, người ta chở về thành phố Hồ Chí Minh, người ta lấy một miếng đất trống, người ta dựng lên lại thành một cái nhà gỗ mà cái kiểu mới, được chưa nè? Thì cái nhà gỗ kiểu mới gọi là thịt người, cái nhà gỗ của kiểu cũ gọi là thịt heo, thịt bò, thịt đậu nành, được chưa? Đó, vậy dễ hiểu rồi ha. Rồi cái chu trình nó diễn ra được là vì vô ngã, là vì tự tánh không, là vì các pháp duyên sinh mới làm được cái chuyện đó. Vì không có tự tánh mới làm được chuyện đó. Còn nếu nó có tự tánh á, thì cái nhà của người dân tộc cất kiểu gì nó cũng phải là cái nhà kiểu người dân tộc, chứ không thành nhà của người kinh được. Ta nhớ chỗ đó nha. À, cái nguyên lý vô tự tánh là nó như vậy. À, tiếp tục. Người ta hỏi nếu các pháp không có tự tánh thì phải có tha tánh được không? Nghĩa là sao? Bắt đầu người ta nói, trong con người mình, nếu mà nói cái linh hồn mà do duyên sinh
thì mới gọi là linh hồn. Còn linh hồn không do duyên sinh thì không gọi là linh hồn nữa, mà gọi là thần thức. Cái thức là do căn cộng trần ra thức. Ủa vậy cái hồn mình á, cái thần thức mình là cái gì cộng với gì quý thầy cô? Học tri thức rồi, cái gì cộng gì nè. Bây giờ cái quý thầy cô đi tái sanh á, cái quý thầy cô chứng đạo á, cái quý thầy cô phải trả nghiệp ác, ví dụ đọa địa ngục á, thì cái đó gọi là cái gì? Cái thần thức của mình đúng không? Nha. Đồng ý không? Vậy thần thức đó được tạo bởi gì vậy? Được tạo bởi gì? Suy nghĩ chút coi. Căn là gì nè? Căn của A lại gia thức là gì? Là gì? Cái gì làm căn của A lại gia thức? Thức thứ 8 á, nha, có căn không? Không có căn sao gọi là thức được, phải căn trần rồi mới ra thức chứ, đúng không nè? Là gì? Mạt na làm căn của A lại gia. Chắc không? Mạt na làm căn của A lại gia. Mạt na làm cảnh của A lại gia. À, thức A lại gia là tướng phần của mạt na. Mạt na là tướng phần của A lại gia lại. Được chưa? Chấp qua chấp lại vậy đó nha. Rồi cái gì là căn của nó? Nó chính là căn của nó. Được chưa? Có cái vụ đó nữa nha. Và cảnh của nó chính là mạt na và chủng tử. Có những cái cảnh đó nữa. À, rồi bây giờ đó, nó là duyên hợp vậy đó, chứ không có gì cả. Rồi bây giờ hỏi tiếp nè, cái thức thứ 7 lấy gì làm căn? Thức thứ 6 sao làm căn thức thứ 7? Thức thứ 8 đúng rồi, lại lấy cái đó làm căn. Nó cứ chấp qua chấp lại vậy. Rồi thức thứ 7 lấy gì làm cảnh? Đâu có thầy cô. Lấy gì làm tướng phần của nó làm cảnh? Lấy gì ta? Thức thứ 7 bây giờ có hai trường hợp thôi nha. Một là hướng ra ngoài để lấy 6 cái thức trước làm cảnh, hay là hướng vô trong để lấy thức thứ 8 làm cảnh. Trả lời một câu một thôi. À, thức thứ 7 là tư lương vi tánh tướng. Được chưa? Tư lương, tư lường. À, nó có 4 cái chấp là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Thức thứ 7 là hướng vô trong, nó không biết hướng ra ngoài là gì hết trơn á. Nhớ nha, đừng có đổ thừa nó hướng ra ngoài cảnh với gì cái. Nó nhìn vô trong, gọi là tư lường bên trong để thấy được cái ngã của ta. Cho nên A lại gia vừa là căn, vừa là tướng, là cảnh của mạt na. Vậy mạt na cũng là duyên hợp, là duyên hợp luôn nha. Đức mạt na là sóng nổi lên trên mặt biển. Mặt biển này nhìn lại sóng để thấy rằng mình với sóng khác nhau. Biển là đối tượng nhận thức của sóng để thấy sóng với biển khác nhau. Nó phân biệt vậy chứ đúng ra sóng chính là biển nha. Thì thấy mình với đối tượng khác nhau, rạch chính cái chỗ khác nhau đó, nó chấp, nó ôm, nó chấp si kiến mạng ái, là si kiến, si cái thức thứ 8, thấy cái thức thứ 8 gọi là kiến, chấp thức thứ 8 cho nên mạng, và yêu thức thứ 8 cho nên ái. Rồi với cái đặc tính đó, nó làm cái nền tảng để 6 thức trước hoạt động. 6 thức trước nương lên nơi cái ý căn này để hoạt động. Được chưa? Nên nơi cái ý căn. Đương nhiên thức thứ 6 là chính, nhưng mà ngoài ra còn có 5 thức trước cũng nương nơi thứ 6 nương nơi thức thứ 7, đều chấp ngã hết. Đó. Do đó tất cả các gì gọi là thần thức chúng ta là duyên hợp hết, không có cái gì mà không phải nhân duyên. Bây giờ hỏi như vậy thì tôi nè, cái tự tánh tôi không có, vậy thì tôi có phải là tha tánh không? Tha tánh là sao? Linh hồn của mình nói là không có, vậy thì linh hồn của mình cũng chính là linh hồn của người khác được không? Vậy ha. Hoặc là như vậy đi cho dễ hiểu, ví dụ cha mẹ mình sinh ra mình thì mình với cha mẹ mình, còn người ta nói là mình là sự tiếp tục của cha mẹ mình là sự sống bất diệt của cha mẹ mình. Rồi khi mà mình chết đi thì cái sự sống của mình nó truyền qua con cái mình, thì tổ tiên ông bà nó có trong mình, con cháu nó cũng có trong mình. Như vậy người ta tưởng tượng rằng là mình chính là tha tánh chứ không phải là tự tánh nữa. Khi mà tự nhiên chấp cái ngã, cái mình là không có thật, vậy thì mình là ai đây? Mình là những cái thứ không phải hợp nên không à? Như vậy thì từ hồi nhỏ đến lớn giờ, nếu lỡ mình có ăn mặn thì mình này là gà, là vịt, là heo, là tôm luôn á, ở trong đó hết trơn á.
Như vậy thì mình là tha tánh đó, không phải mình là tự tánh nữa. Có phải vậy không vậy? Hả? Đúng không? Mình là tha hay tự? Bây giờ quý cô, quý thầy nghèo lắm, không có gì trơn á. Quý thầy cô mặc áo rách, không có gì trơn á. Nhưng mà bỗng nhiên tự nhiên về, cái sư phụ thương quá, hay là mình có phước ở kiếp trước không biết nữa. Cái là Phật tử, mình có rất nhiều Phật tử, cứ mỗi Phật tử thương mình lắm, giờ thầy muốn gì, cô muốn gì, con cúng dường cho. Thầy cô muốn đi bộ từ ở chùa, mà đi xe Honda từ ở chùa mà lên học viện xa ơi là xa, tới 3 cây số lận với Phật tử, thấy không? Mỗi ngày thầy đi như vậy là 6 cây số, mà 6 cây số đổi ra là 6.000 mét chứ không ít đó, mà đi lâu lắm, cả 5 phút mới tới chứ không phải vừa. Thôi quý Phật tử mua cho thầy một chiếc xe hơi đời mới để thầy đi cho nó đỡ cực, thí dụ ha. Cái người ta mua cho mình chiếc xe đó liền, thí dụ cái mình lái vô học viện của mình, trời ơi, đúng là tự nhiên lúc đó mình là tha tánh rồi, đúng không? Mình nói mình không phải tự tánh nữa, mình là do những cái khác tạo nên, không à. Cái bữa đó Phật tử bị công an bắt do tham nhũng hay do gì đó, cái bị công an bắt, cái người ta tịch thu mà xe đó chưa sang tên cho mình, cái người ta lấy luôn chiếc xe đó, cái là bắt đầu cái mình nghèo trở lại, ví dụ vậy ha. Thì như vậy là mình là tha tánh á, tức là nó chết rồi, tôi ngộ ra được một cái lý vô thường rồi, tôi không phải là tôi là những cái người khác tạo nên tôi, như vậy tôi là tha tánh, đúng không nè? Thì cái nghĩa nó là vậy đó, ở ngoài đạo nó chấp vậy đó nha. À, thì khi mà được giáo hóa nói rằng mình là duyên hợp, thức của mình là những thứ khác hợp nên, không à, thì cho nên là các pháp không có tự tánh thì phải có tha tánh chứ, là cái tánh chất từ cái khác tạo nên đó. Thì ngài nói làm sao? Nếu pháp không tự tánh làm sao có tha tánh, tự tánh đối tha tánh cũng gọi là tha tánh, ý vậy đó. Nếu anh đã chấp nhận cái mình này không có thật thì những cái không phải mình hợp nên á, thì cái không phải mình, bản chất của nó đối với nó cũng là tự tánh, được chưa nè? Ví dụ như là trong cái lớp này nè, cái hình lớp này nè, thì cái thầy giáo thọ đang đứng ở đây, mấy thầy đang học ở đây, thì mấy thầy này đối với ông thầy giáo thọ này, mấy thầy này là tha hay tự đối với ông thầy? Tha, đúng không? Tha tự, tha tánh. Nhưng mà bây giờ mấy thầy này nhìn ông thầy này canh canh coi lúc này đang thi, ổng giọt ra ngoài cái là mình mở máy quay phim lên ví dụ vậy đó, đúng không? Thì ông thầy này trở thành tự hay là tha tánh đối với lại quý thầy đang ngồi dưới đây? Tha. Vậy thì cái nào tự nào tha? Bây giờ tự tánh không có thật rồi, tại vì tự tánh là những cái khác hợp nên, những cái tha nó hợp nên mới thành cái tự. Mà cái tự không thành rồi thì mình cho vậy mình là cái khác, mình là cái khác, mà bản thân cái khác đó nó cũng không có nữa nha. Và đồng thời bản thân cái khác đó nó là tự chứ đâu phải tha. À, đối với người khác thì tha, đối với mình là tự. Nó rất là tương đối ở tự với tha. Như vậy nếu tự tánh không có thì đương nhiên tha tánh cũng không có. Hoặc là nếu chứ mình phân tích thấy cái ngã của chứ mình là cái thần thức chứ mình là những cái khác hợp nên, căn trần cảnh hợp nên, thì thức chứ mình là gì? Là không có tự tánh. Thức chứ mình là thức của quý thầy cô hợp nên, hợp nên, hợp nên để thành thức của chứ mình, phải không nè? Đúng không? Đúng lý ra thì đó, ví dụ như bây giờ chứ mình đi tu là sợ chết đi tu. Tức là mình nói, trời ơi cái chết bỏ vô hòm nó nín thở ghê quá, mình phải đi tu vì mình sợ chết. Mình mốt chết ra làm sao đây? Rồi lúc đó sợ đến mức độ mà đang ngủ một bữa tối thức dậy cái la lên, trời ơi mày mốt, mình phải chết ghê quá. Cái lúc đó sợ đến nỗi mà bỏ hết đi tu á, bỏ người yêu, bỏ đại học y dược luôn đi tu, ghê chưa? Cái sợ chết khủng khiếp vậy đó. Mình nghĩ là tu chắc chừng 10 năm là thế nào cũng làm chủ được hay là giải thoát sanh tử rồi nha. 24 năm, 25 năm rồi quý thầy cô, còn tệ hơn hồi xưa nữa. Tệ hơn hồi xưa mới đi tu nữa. Đó là sự thật. À, như vậy, tại sao nó tệ hơn? Tại vì cái tự tánh chí minh đó, nó là cái tha tánh, chứ không phải tự tánh. Thay vì chứ mình bỏ học, và chứ mình lo học Phật, mình lo tu luôn đi. Mà sư phụ với mình bắt phải học lại y khoa. Học lại y khoa xong rồi đâu học Phật được đâu. Rồi học xong rồi phải đi làm chứ, nó mới nhớ nghề chứ. Vô bệnh viện An Bình làm 6 năm trời ở đó. Rồi xong rồi cái bắt đầu qua Ấn Độ học Phật tiếp. Học Phật tới 12 năm rồi mới về Việt Nam. Không có năm nào tu hết quý thầy cô. Cho nên bây giờ sợ chết hơn xưa nữa. Tức là đáng lý ra tự tánh mình á, mình có cái ngã thì mình sẽ trung thành với cái ban đầu, là mình giờ là mình làm chủ sanh tử được rồi. Bây giờ mình là cái mình đi học ở bên ngoài vô, rồi bắt đầu đi dạy ở bên ngoài vô. Nếu mà không có đi dạy thì chẳng không có cần biết chung quán luận là gì chi mất công hết trơn á nha, bỏ luôn.
thì chỉ biết là ví dụ như chi vọng hay là than thổi đầu gì đi là thứ này ngon rồi nha, đó là tự tánh mình nó ngon rồi. Ai về đâu tự tánh này là lấy từ cái tha tánh vô nè. À cho nên chắc chứ mình nghĩ là mình là tha tánh rồi chứ không phải tự tánh, tại những ước muốn của người khác là ước muốn của mình không à, chứ không phải là mình nữa, cho nên mình mới bị coi như là tan nát như vậy chẳng hạn. Như vậy thì cái chỗ này nè, nếu như chứ mình chấp rằng cái của người khác tạo nên con người mình như vậy á thì vô lý quá, đúng không? Tại vì cái yêu cầu của nhà trường là chúng mình phải tiếp tục học, tiếp tục dạy, của giáo hội tiếp tục học, tiếp tục dạy á, thì cái yêu cầu đó là đối với họ là tự, đối với mình là tha. À, như vậy trên đời này không có tự cũng chẳng có tha. Nếu một cái tự đã không có thì cái tha kia từng cái cũng không có luôn. À, và bản thân mình đều là không có tự tánh cả. Chứ mình chấp mình là tánh giải thoát sinh tử là không phải mình rồi nha. Giải thoát sinh tử này cũng đâu có, cũng mượn từ những cái tự khác hợp lại thành mình chứ bộ. À, như vậy thì mỗi cái tự không có thì đừng có nghĩ đến cái tha là mình là có thiệt luôn. Tóm lại, tự không có thật thì con người mình là tha, hợp lại cũng không có thật luôn. Vậy đi cho dễ. À, giữa vô não này với Đức Phật ai tự ai tha? Quý thầy cô thấy ai tự ai tha? Nè nè, cái hình này nè, vô não là tự hay tha? Tha. Đức Phật là tự hay tha? Tự hay tha? Là tha chứ sao tự? Tại vì quý thầy cô đang nhìn cái hình này thì cái hình này là tha hay tự với mình vậy? Tha. Bị gài. Đối với vô não thì Đức Phật là tha, đối với Đức Phật thì vô não là tha, mà Đức Phật là tự của Ngài. Nhưng mà cái hình này đối với mình đây nè, trong hiện tại này nè, thì nó là tha, được chứ? Vậy thì cái hình nó hỏi là tự hay tha, mình nói tùy cũng không đúng. Nó là tha đối với mình chứ bộ. Mà cái hình thì nó không có nhận thức, cho nên nó không biết mình là tha đối với nó. Mình thì biết tự hay tha. Vậy tự hay tha là chủ quan nhận thức của mình, chứ không phải của sự vật như như. Bản thân mình thấy cái hình này là tha, nhưng mà cái hình này nó không có tình thức, cho nên nó đâu thấy mình là tha đối với nó đâu nha. Vậy thì tự tha rất là tương đối, là do nhận thức chủ quan của mình, nhận thức sai lầm của mình. À, hỏi tiếp, nói rằng các pháp hiện hữu không có tự tánh hay tha tánh thì có gì là sai đâu? À, tức là người ta nói bây giờ á, đây nè, đang phá theo giai đoạn này nha. Có nè, không nè, à rồi vừa có vừa không ha, rồi không có không không dạ. Yeah. Bây giờ không có tự tánh đã phá rồi gì nha, rồi cũng không có tha tánh luôn, có này là có tự có tha, tự cũng không có, tha cũng không có. Như vậy thì không có tự lẫn không có tự không có tha được không, tức là không có tự tánh được không? Thì ở đây là ý xin lỗi, lìa tự tánh tha tánh, lìa tự tánh tha tánh, tức là không này nè, không có nè, hoặc là không không có tự không có tha. Bây giờ lìa tự tánh mà lìa tha tánh là không có cũng không không, được chưa? Hoặc là mình nói là tự tha đi. Tự nè, rồi có là tự, không là tha ha, rồi vừa tự vừa tha, rồi không tự không tha. Tự tánh không có thì tha tánh cũng không, mà hai cái vừa tự vừa tha thì không có rồi. Bây giờ không tự cũng không tha, có nghĩa là các pháp không có tự tánh cũng không có tha tánh thì có gì là sai đâu, cũng là một pháp vậy, cũng là một cái vế thứ tư vậy. Lìa tự tánh tha tánh làm sao có pháp gì kỳ vậy? Nếu có tự có tha các pháp mới được thành chứ. Đó, thì đây là chỉ còn lý luận thôi. Các pháp được thành là vì có sự phân biệt, có mình có người thì mới có pháp, còn không có phân biệt, không có khái niệm mình với người là không pháp. Thế giới đại đồng thì còn gọi ai khác với nhau đâu mà gọi là pháp, phải không? Tự tha đồng nhau á. Vì mình phân biệt có tự có tha thì bây giờ mình mới chấp là có pháp được hình thành. Bây giờ không có tự không có tha thì pháp gì hình thành đây? Không tự không tha, thế giới đại đồng mà phân biệt chi nữa. Những bài kệ dạy cho ta nãy giờ á, bắt đầu nhìn lại mình và quan sát quan niệm về mình, về có và về không của mình nha. Trong đời sống hàng ngày chúng ta hoạt động trên một nền tảng, đó là ý niệm của ta về có và không, về mình và người. Ý niệm nó không phù hợp với lại chân lý hay là thực tại. Chính vì không phù hợp với chân lý thực tại cho nên
từ cái chánh kiến đó nó sai, nó gọi là tà kiến đó, mà nó sinh ra tà mạng, nó sinh ra tà nghiệp, nó sinh ra tà ngữ, nó không phải là chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp nữa. Và từ đó mà sinh ra ba nghiệp thân khẩu ý sai lầm, nguyên nhân của khổ đau. Chân lý là vậy á, mình học vậy đó. Nhiều khi mình cũng chán là vì nó khô khan quá, nó xa rời thực tế quá không? Quý thầy quý cô, rất là xa rời ha. Không có ứng dụng được cái gì cả theo quan niệm của mình á. À, thì cái sự học nó là như vậy, nhưng mà nếu mà mình biết dừng lại, đừng có hướng ngoại tìm cầu gì nữa hết trơn, mình thử suy gẫm cái mấy cái chân lý khó nhai khó nuốt này một chút, để rồi mình kiểm lại thân tâm mình á, và nhìn ra thế giới bên ngoài á, mà đúng như những cái tư tưởng triết học này, tức là không có tự tánh cũng chẳng có tha tánh, không có mình không có người, tất cả đều một thể tánh duyên và như như, thì chắc chắn nó sẽ giúp mình rất nhiều. Nhưng ở đây đưa ra những cái khái niệm này để cho thấy rằng, quý thầy có thấy cái hình này không, hai cái hình này không, để coi coi dưới nó còn cái hình này không, hết rồi hả? À, bấm lên trên chút đi. Hai cái hình này á, để cho thấy rằng ở đây là cái không nè, cái tánh không nè. Cái tánh không này nằm trong những cái, tất cả những con người đều có cái tánh rỗng không như vậy hết. À, số đông này tuy là khác nhau nhưng mà đều trùng một cái thể tánh không này hết. Cái thể tánh không này nó khác với lại không có vật. Ví dụ cái vỏ không là tượng trưng là không có đựng cái gì hết trơn á. Chúng ta nó hoàn toàn khác với cái khái niệm không đó của thế gian nha. Ta chú ý chỗ đó. Thì cái không này là trong mỗi cái có đều không có tự tánh, không có cái ngã, không có tự tánh riêng trong mỗi cái pháp nào hết trơn á. Còn cái không này là không có mặt cái gì hết trơn á, nó hoàn toàn khác nhau. Ở đây nhận thức của mình về cái tự tánh không, nó không phải là không có vật, mà tự tánh không là cái tự tánh không trong cái có, trong cái sự vật hiện tượng. Cái phân biệt hai cái không nó khác nhau. Cho nên ở đây nếu ông bắt bỏ sự hiện hữu bằng các từ tự tánh và tha tánh thì chẳng có hiện hữu gì cả. Người ta đưa ra cái vấn nạn rằng nếu anh bác rằng tự tánh không có, tha tánh cũng không, như vậy thì trên đời chả có gì hết hả? Đây là quan niệm thông thường của mọi người về tư tưởng tánh không của văn học Bát Nhã của cái thời ngài Long Thọ đó. Tức là mình đã rơi vào chấp không á nha. Như là ngài Na Tiên Tỳ Kheo với lại vua Di Lan Đà, thì vua Di Lan Đà mới bị rơi vào cái tư tưởng này nè, là không có gì cả nè, không có hiện hữu gì cả nè. Vua Di Lan Đà hỏi ngài Na Tiên ơi, Đức Phật dạy như hồi mấy bữa trước đến giờ ngài trình bày á, là vô ngã. Thì quý thầy cô biết là vua Di Lan Đà hỏi Na Tiên Tỳ Kheo á, nếu như nói vô ngã đó thì kẹt cho tôi quá. Tôi làm phước đức rất là nhiều, tôi xây chùa, tôi độ tăng chúng giống như Vua Luân Võ Đế với lại Bồ Đề Đạt Ma vậy đó, thì ai sẽ hưởng cái phước đó đây? Nếu như vô ngã thì ai sẽ đi luân hồi sanh tử đây? Làm gì có người luân hồi sanh tử nữa? Đó, thì cái này có phải rơi chấp không không? Ý chang như vậy luôn á nha. Không phải hồi bây giờ đâu, hồi xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy nữa. Ta vô ngã là coi chừng rơi vào chấp không. Thì ngài Long Thọ phá bỏ cái tư tưởng đó đi. Nếu có đã không thành, làm sao không lại thành? Do có, các pháp có, khi diệt á, cái có nó diệt đi gọi là không. Ai thấy có thấy không, thấy tự tánh tha tánh, như vậy y chẳng thấy nghĩa thật của Phật pháp. Vậy thì hai bài kệ này cho chúng ta thấy một cái chân lý là thay vì mình đi hỏi thiền sư á, bạch sư phụ, đại ý của Phật pháp là gì, ý nghĩa chân thật của Phật pháp là gì, cái là mình bị một lãnh một cú đá hay một cú đấm của thiền sư Hoàng Bá. Ví dụ như ngài lâm tế 3 năm trời nghiêm trì giới luật trong cái pháp hội của đại sư Hoàng Bá, thì một hôm là ngài Trần Tôn Túc gọi là thiền sư Bồ Hài á, tức là đang dày cỏ để nuôi mẹ. Nhà ông rất là nghèo, ông đi tu, ông bỏ mẹ đi tu, nhưng mà mẹ bệnh nặng, cái ông phải rời xa thiền sư Hoàng Bá để về nhà đan mấy cái chiếc giày bằng cỏ rồi treo lên, có một cái bảng ghi rằng trả bao nhiêu cũng được, tức là ông không phải buôn bán mà ông đan, ông bán cái những đôi giày đó. Thì người ta qua đường, người ta hồi xưa là đâu có dép sandal như mình, giày thì kết bằng cỏ không à,
đó. Thì người ta lấy một đôi giày, cái người ta bỏ cho ổng mấy đồng mấy hào đó, ổng lấy cái tiền đó ổng nuôi mẹ, nuôi mẹ. Thì khi mẹ chết rồi mới quay trở về cái pháp hội của thiền sư Hoàng Bá. Mà Trần Tông Túc là cái người ngộ đạo thì ổng thương mẹ dữ lắm. Cái lúc mà đi tu với thiền sư Hoàng Bá thì Trần Tông Túc chưa có ngộ, ổng đau khổ vì cái vấn đề mình tu mình không ngộ. Ở nhà thì mẹ bệnh bỏ đi tu, ai nuôi người mẹ, mình là thanh niên mà mình bỏ mẹ đi tu, mẹ phải nhờ hàng xóm, nay bữa no mai bữa đói. Cho nên ông ta nói một cái câu rất là nổi tiếng: việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ. Có nghĩa là khi mẹ ông chết á, ông khổ đau cùng cực luôn. Và cái khổ đau nó tương đương với cái vấn đề mà mình đi tu, mình chưa ngộ đạo, thì bao nhiêu trách nhiệm trên đầu mình. Mình làm tăng mà mẹ thì bỏ ở nhà thì chưa ngộ, là một cái sự khổ sở giống như đám ma của mẹ mình hồi lúc mà mẹ mình chết vậy đó. Thì sau này mẹ chết thì cái lúc mà ông lúc đó chưa có ngộ, tại vì mắc bỏ thầy đi về nuôi mẹ cho nên chưa có ngộ gì trơn á. Thì khi mà ngộ, khi mà mẹ chết rồi á, thì khổ đau cái giống cái đám tang rồi. Thì khi mà việc lớn đã sáng rồi á, với thiền sư Hoàng Bá đó, thì ngài Trần Tông Túc mới thấy khổ đau lần thứ hai là sao? Mình thấy được cái tánh không rồi, mình thấy được chân tâm, tức là tánh không hay là pháp tánh hay Phật tánh rồi, gọi là kiến tánh á. Thì xui một cái là mình có đi học lớp triết, mà lớp triết này là lớp triết khóa 11 mới chết chứ. Cho nên á, lớp triết khóa 11 á, có học cái môn thành duy thức luận. Mà thành duy thức luận á, thì nói rằng là, trời ơi, phải chi không đi học thì sướng quá, ổng nói vậy đó. Thì nói là mới kiến tánh thiền tông mới chỉ là tư lương vị à. Tư lương vị à, mà bữa làm trắc nghiệm quên cái đánh vô. Tư lương kiến tánh của thiền tông tương đương với lại tu đạo vị. Cho nên không có điểm. Ví dụ, tư lương vị mới là kiến tánh là giai đoạn 1 thôi. Giai đoạn 2 là gia hạnh nè. Giai đoạn 3 là gì? Thông đạt nè. Giai đoạn 4 là gì? Tu tập nè. Giai đoạn 5 là cứu cánh nè. Thì kiến tánh thiền tông mới tư lương vị thôi. Mà mình phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp nữa mới xong cái giai đoạn cứu cánh vị này. Do đó mà ngài kiến tánh rồi, ngài thấy tu để đoạn tham sân si nó khó kinh khủng lắm. Nó khó hơn là kiến tánh nhiều nữa. Kiến tánh mới đoạn có sở tri chướng thôi, còn tu để đoạn phiền não chướng nó khó hơn kiến tánh nhiều. Cho nên việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ, câu nói của thiền sư Trần Tông Túc á, chúng ta thấy khó lắm nha. Ngài Quy Sơn á, ngài tu á, ngài ngộ đạo từ hồi còn trẻ, mới có 20 mấy tuổi thôi ngộ đạo. Thì thiền sư Triệu Châu mới nói chứ bây giờ ông đi lãnh cái núi Quy đó đi, mai mốt độ chúng. Ngài lên núi Quy, ngài tu, và sau khi ngài tu 5 năm sau ngài bước xuống là cái con đường đi xuống nó bít hết trơn rồi. Tức là ngài ngộ đạo rồi, ngài đoạn trừ phiền não chướng, mà phải 5 năm trời thì thấy nó giảm gần hết rồi, tưởng là xong rồi mới đi xuống núi. Khi đi xuống núi thì cái lực tu nó tỏa ra, làm cho cọp beo rắn rít nó dạt ra hai bên, nó tránh đường cho ông đi, nó không cắn, mà nó phải nhường đường cho ngài đi. Vì cái lòng từ bi, cái trí tuệ, cái đức độ nó như một cái hào quang sáng rực vậy. Ngài đi xuống núi trở về với Hoàng Bá, Hoàng Bá mới cho đồ chúng qua học đạo với lại Quy Sơn. Kể cả những đệ tử của Hoàng Bá bây giờ trở thành là đệ tử của Quy Sơn luôn. Trở thành đệ tử của Quy Sơn luôn. Thì 500 người tu học ở núi Quy đó. Một hôm thì có một đệ tử xuất sắc của Quy Sơn là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Trải qua mấy chục năm hoằng pháp rồi, 40-50 năm rồi. Thì một hôm Huệ Tịch cũng già rồi, đi về thăm thiền sư Quy Sơn. Lúc đó Quy Sơn 70 tuổi. Thì Ngưỡng Sơn Huệ Tịch mới nói, bạch sư phụ lúc này sư phụ khỏe không? Thì thiền sư Quy Sơn mới trả lời là, con sao rồi, lúc này yên ổn chưa? Thì Huệ Tịch, Ngưỡng Sơn Huệ Tịch mới hỏi ngược lại, mới nói, thầy yên ổn chưa mà thầy hỏi con yên ổn? Giống như thầy trò mà trả lời ngang ngang vậy đó. Thì Quy Sơn mới nói chứ, ta vừa mới yên ổn. Thì Ngưỡng Sơn mới nói, hôm năm nay thầy 70 thầy mới yên ổn, còn con mới có năm mấy sao thầy kêu con yên ổn được. Tức là thiền sư Quy Sơn tu mấy chục năm sau khi kiến tánh thì mới cảm giác là phiền não không khởi nữa, tức là tham sân si không khởi nữa mới ổn được. 70 tuổi thiền sư Quy Sơn mới ổn được cái vấn đề đó, mới đến giai đoạn mà tu tập vị này nè. Tu tập vị nè, tức là tương đương với A-la-hán là không còn phiền não nữa đó. Thì thiền sư Ngưỡng Sơn nói, thầy như vậy thì làm sao con được như thầy mà thầy hỏi con yên ổn chưa?
Vậy thì thiền sư Ngữ Sơn cũng chưa yên ổn nữa. Chúng ta thấy cái sự tu nó khó như đưa ma mẹ vậy đó nha. Thì lúc đó cái thiền sư Hoàng Bá, thiền sư Lâm Tế chưa có ngộ, thì mới nói mình không ngộ gì hết, mà sao cứ bắt làm công quả miết à, đi mình muốn chết à. Hôm nay thì chúng nó ăn cơm xong nó ngủ, bắt mình xuống rửa chén ở học viện á. Có nhiều cô thấy tội nha, quý thầy quý cô lên hết rồi bắt mấy cô sa di xuống rửa chén chết luôn á, rồi quét cái giảng đường, rồi quét cái tòa hành chánh, rồi bắt đầu quý phải qua bên Phật Cô Đơn tụng kinh đồ. Trời ơi, mấy cô sa di là bị đì sói chán giống như mà Lâm Tế bị đì sói chán vậy đó. Cái một hôm có một cô lên hỏi ni sư trưởng chúng, ví dụ vậy đi, ni sư Như Nguyệt ha, hỏi bạch ni sư thế nào là nghĩa chân thật của Phật pháp. Cái ni sư Như Nguyệt lấy cái chổi đập cho một cái bóp cái, thôi đi về học bài đi, trời ơi ta có biết đâu mà hỏi. Không phải, ni sư Như Nguyệt thị hiện là đánh cho người ta để người ta khởi nghi tình, đúng không? Đó. Thì cây bắt đầu cái cô đó, tại vì cô chưa có học cái bài này nha, chưa có học bài này. Rồi mốt cổ lên tới cái khóa 11, cổ lên cổ học thì trời ơi biết rồi đó, học cái bài này khỏi hỏi làm chi cho mất công ha. Tức là sao? Ai thấy có thấy công, thấy tự tánh tha tánh là có thật, thì như vậy người đó chẳng thấy nghĩa chân thật Phật pháp. Nghĩa chân thật Phật pháp lại chỗ đó đó, khỏi cần phải đi xa. Nhưng mà thật sự khi mình thấy được các pháp không có tự tánh á, thì chỉ là tương lương vị thôi, còn rất lâu sau mới có thể thấy đạo được. Phật diệt có, vật diệt cả có không, như trong kinh có nói, khi dạy ca chuyên viên hãy lìa có lìa không. Ủa cái kinh này đâu vậy quý thầy cô? Làm duyên làm dáng nữa nhờ. Phật diệt cả có không, như trong kinh có nói, khi dạy ca chuyên viên hãy lìa có lìa không. Biết cái kinh này không? Ngài ca chuyên viên, cái kinh này là kinh Kaccha Yana Gotta, trong Tương Ưng Bộ Kinh và trong Tăng Nhất A Hàm đều có ghi hết. Thì trong Tương Ưng Bộ Kinh có ghi rằng một hôm ngài Maha Ca Chuyên Viên á, ngài sau này đặt là Maha Ca Chuyên Viên, là Đại Ca Chuyên Viên, chứ lúc đó có tên là Ca Chuyên Viên. Ca Chuyên Viên là ai vậy quý thầy cô? Trong 10 đại đệ tử chắc không? Chắc. Maha Ca Chuyên Viên là người có khả năng gì đặc biệt nhất? Nghị luận đệ nhất. Quý thầy cô biết 10 đại đệ tử của Đức Phật từ đâu ra không? Từ đâu ra vậy? Không phải từ kinh nào nó nói cái vụ 10 đại đệ tử, ai xếp 10 đại đệ tử vậy? Sử nào nói? Từ Hòa Thượng Tinh Vân ở bên Đài Loan, người mà viết cái Thất Vọng Tục Lụy hay là Kỳ Duyên Tái Thế đó nha. Thì Hòa Thượng Tinh Vân ở Phật Quang Sơn, ngài viết một cái tác phẩm, ngài là nhà văn mà, giống như Hòa Thượng Nhất Hạnh mình vậy đó, là Thập Đại Đệ Tử Truyện. Thì Hòa Thượng Tinh Vân dựa vô kinh Duy Ma Cật chương thứ 3, Duy Ma Cật thị hiện bị bệnh, ngài mới trách rằng là tại sao Đức Phật không gửi đệ tử nào đến thăm bệnh mình hết trơn vậy ta. Cái Đức Phật đọc được tư tưởng của Duy Ma Cật từ Kỳ Viên Tịnh Xá, Đức Phật mới nói: Xá Lợi Phất, dạ con có mặt, lĩnh ấn. Xá Lợi Phất: dạ. Đi đến nhà Duy Ma Cật dạy cho ổng một bài học, tại vì trí tuệ đệ nhất mà. Xá Lợi Phất nói tới nói lùi cái hồi chạy về: Bạch Thế Tôn, con thua rồi, trí tuệ đệ nhất thua. Đức Thế Tôn nói: trí tuệ đệ nhất thì không được, thì dùng thần thông đệ nhất. Một kiền liên đi đến thăm Duy Ma Cật, một kiền liên biến cái trước, xuất hiện trước nhà Duy Ma Cật. Duy Ma Cật mới đấu thần thông với một kiền liên, một kiền liên thua, chạy về: Bạch Đức Thế Tôn, con thua luôn. Thế thì người thứ ba là ai? Maha Ca Diếp thiền định đệ nhất đến gặp Duy Ma Cật, cũng thua luôn, các tầng thiền định không bằng luôn. Tu Bồ Đề tánh không, ông này thua cái chắc nha, tánh không là số 1 rồi, còn gì nữa đâu mà thắng. Lên hồi nữa, Tu Bồ Đề xách gói chạy về: dạ tánh không con không bằng Duy Ma Cật. Rồi bắt đầu đến là A Na Luật Thiên Nhãn đệ nhất, Ma Ha Ca Chuyên Viên nghị luận đệ nhất, cũng không có lý luận lại, kéo dài cho đến A Nan và La Hầu La là hết. 10 vị đến thăm Duy Ma Cật đó, mỗi vị sở hữu một cái đặc tính đệ nhất, cho nên nó hình thành nên Thập Đại Đệ Tử Truyện do Hòa Thượng Tinh Vân biên soạn lại. Cái đó là 10 đại đệ tử đó nha. Rồi sau này người ta chế ra thêm, các nhà học giả phương Tây đó, họ biên thêm các nữ thánh đệ tử rồi này nọ, là người ta đưa vô đó. Do đó mà chúng ta thấy là Ca Chuyên Viên lúc đầu á
là rất là ngã mạn. Ông ta 8 tuổi là ông ta đã thuộc 5 bộ kinh Vệ Đà rồi. Ca Chuyên Viên á, có cha là quốc sư của vua Ba Tư Nặc mà chuyên về tế lễ cho vua Ba Tư Nặc. Có ông cậu, tức là anh của người mẹ mình á, là Tiên A Tư Đà. A Tư Đà là người coi tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa. Và cậu của Maha Ca Chuyên Viên là A Tư Đà, cho nên Ca Chuyên Viên được cha mẹ lâu lâu ông cậu về thăm thì dạy về đạo, dạy về nghị luận, nên ông rất là giỏi. Một hôm thì lớn lên thì quốc sư mới gửi người anh ruột của Ca Chuyên Viên đi qua Đại học Taxila để học về coi như là năm loại ngũ minh á. Thì khi mà học về thì anh của Maha Ca Chuyên Viên mới đăng đàn thuyết pháp để dạy thuyết pháp cho dân chúng nghe. Thì khi mà ông anh đăng đàn thuyết pháp thì Maha Ca Chuyên Viên, người em ruột á, mới lấy một cái bàn kê đối diện á, cũng là mời người ta nói ai muốn qua đây thì qua, à qua đây 10.000 ba trái đây, ba trái bầu đây, bầu non đây. Giờ cái bảng lên, ai muốn nghe nghị luận không? Bên kia đang thuyết về cái đề tài gì thì bên đây bác bỏ cái đề tài đó. Tức là bên kia đang nói về là âm thanh là thường còn, thì Maha Ca Chuyên nói âm thanh là vô thường. Ông chơi ngược lại với anh ruột của mình. Và người ta thì hiếu kỳ, người ta khoái cái gì mới mới lại lạ, đúng không? Em ruột không có đi học mà lại đấu lý với anh mình thì người ta khoái nghe coi. Người ta gọi là giống như xe đụng thì bà con quay lại coi coi người ta bị làm sao chết. Bao vu vòng trong vòng ngoài, cái con người nói trời ơi tôi thấy rồi, có một cái bàn tay nhỏ xíu à, chắc là người nữ rồi, bị xe đụng chết rồi. Rồi chắc là đụng hôm qua rồi, cái người ta bỏ vô cái bao người ta dục ngoài đường á nha. Thế là người ta bu lại, người ta coi 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 cái hồi nữa, cảnh sát xuống mở ra là con chó chết chứ không phải người chết. Con chó lừa được cả thiên hạ. Nhưng mà người ta khoái bu lại, người ta coi lắm. Thì Maha Ca Chuyên Viên cũng vậy, mình không biết mình giỏi hơn anh mình, cái đăng đàn thuyết pháp cái nó làm xì can đan, người ta bu coi như kiến vậy đó. À ổng tự mãn lên. Sau này đào được một cái bia nói là trên đời này có một bậc đại thánh ra đời mà ông ta không đoán được ai là đại thánh, ai là bậc chánh đẳng chánh giác. Đến khi mà Đức Thế Tôn đi thuyết pháp á, thì người ta nói ngài đến cầu đạo với Thế Tôn đi, thì ông ta không đến cầu đạo. Cái một hôm cái ngài đến ngài cầu đạo Đức Thế Tôn á, thì ngài mới thắc mắc, ngài hỏi bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, ngài đi tu rồi nha, bạch Thế Tôn, con thắc mắc một điều. Đức Thế Tôn dạy chánh kiến như trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân á, là có tứ diệu đế, trong tứ diệu đế có bát thánh đạo, trong bát thánh đạo đầu tiên là ngài dạy chánh kiến. Thì con xin hỏi ngài hãy nói cho con nghe chánh kiến là cái gì, con chưa có thỏa mãn chánh kiến mà ngài nói. Thì Đức Phật mới nói, nè Ca Chuyên Viên, chánh kiến là lìa có lìa không, được chưa? Lìa có lìa không thì gọi là chánh kiến. Thế gian thấy cái gì mất đi thì nó gọi là không, gọi là diệt, là không còn. Thế gian thấy cái gì sinh ra, tạo tác, hình thành thì thế gian gọi cái đó là có. Còn hành giả của chúng ta, chánh kiến là gì? Khi chúng ta thấy mất đi, chúng ta không gọi là diệt, chúng ta không gọi là không. Này nha, nói này nó ngược lại nha. Khi thấy tan, thấy mất, à, thấy gọi là hết duyên á, nha. Thì thế gian á, thì gọi là không. Đúng không? Đúng không? Ai có mẹ có cha qua đời có biết chưa? Cha mẹ mình đi hoặc không gì nữa ha. Rồi. Còn mình á, cái bậc thánh nhân á, cái chánh kiến á, thì thấy các pháp nó tan mất á, thì thấy các pháp tan mất thì chúng ta thấy không hay là thấy có? Thấy không, thấy có. Thấy không là phàm phu rồi. Vậy thì sao đây? Trong kinh Tán Đà Ca Chuyên Viên nói, khi mà các pháp tan mất, các pháp diệt đi, vậy thì chúng ta thấy có hay thấy không? Phải nó ngược lại chứ, giờ mình nói không luôn là giống ta rồi nha. À, vậy thì sao? Hả? Không chắc chắn. Này nha, nói lại nha. Ở thế gian thấy các pháp tan hoại, hết duyên thì nó biến mất, giống như là chúng ta còn tháng nữa chúng ta sẽ biến mất khỏi lớp này là chúng ta tốt nghiệp, đúng không? Là cái lớp này nó biến mất thì mình gọi là không, đúng không nè? Vô đây học đâu còn lớp nữa đâu học. Rồi. Vậy thì bây giờ người có chánh kiến là thấy cái sự tan mất hết thì mình gọi cái đó là không, hay gọi cái đó là cái gì? Được chưa? Có mà duyên hợp rồi gì đó. Cứ nói ý kiến của mình đi để cho có chánh kiến.
Thì mình nói các pháp đó làm sao? Không sanh, không sanh, được chưa? Chứ đừng có nói nó là diệt. Nó tức là các pháp tan mất đi, các pháp mà mình thấy ở trước mặt mình nè, tức là đừng có rơi vào chấp có. Chấp có nè, giờ mình lấy này, chấp có là gì? Chấp có là có cái pháp đó nha, là có cái pháp đó, hoặc là chấp thường á nha, có thường còn nè, có nè thường còn nè. Còn chấp không là gì? Là hoại diệt. Được luôn, muốn nói sao cũng trúng hết trơn, nhưng mà nó không đúng ý Phật thôi. Thì khi mà mình thấy nó tan hoại á, mình thấy nó tan hoại đi á, thì mình nói nó là hết duyên. Mà thấy còn cái người trí giả đó thì không rơi vào, không rơi vào chấp thường nữa. Không rơi vào chấp thường, tức là không chấp có đó. Không rơi vào chấp thường hay là không có chấp có, cho dễ hiểu. Không rơi vào chấp có, tức là không chấp có. Cái này không hiểu mà phải hiểu. Tại đây cái bài kinh Tán Đạt Căn Viên nó nói vậy, mà mình không hiểu bài kinh đó là mình không hiểu Trung Quán Luận, không hiểu cái tác phẩm, cái phẩm có không này. Bây giờ nha, người trí giả thì không rơi vào chấp thường. Chấp thường là sao? Chấp thường là nó vĩnh viễn có mãi. Tức là khi mà thấy mẹ mình chết, cha mình chết, người thân mình chết, thì lúc đó mình mới cảm giác rằng trên đời này không có gì thường còn, đến lượt mình cũng phải ra đi như vậy. Được chưa? Không rơi vào chấp thường. Đó là người trí giả, chứ không phải là chấp đoạn diệt. Được chưa? Không rơi vào chấp thường. Còn trường hợp mà thấy em bé sinh ra đời, thấy tụ lại, thấy hợp lại, thấy cái lớp hình thành, ta không rơi vào chấp đoạn. Không rơi vào chấp đoạn. Cái này nó rất là ngược nha. Người trí giả thì không chấp là hoại diệt, biến mất, không còn gì hết. Có nghĩa là vậy, để cho dễ hiểu. Mình nói là vô ngã thì lập tức mình chấp đoạn. Tại vì mình thấy vô thường mà, thì vô thường là dẫn đến vô ngã mà, thì mình rơi vào chấp đoạn ngay tức khắc, tan rã không còn nữa, là chết rồi. Ai đi tái sanh đây, người nào tái sanh đây, cái đó là chấp đoạn. Cũng không phải bản chất, cái này nhìn hiện tượng luôn, không phải bản chất. Đây nè, để quý thầy cô tư duy trừu tượng chút xíu nó ra này nha. Xin thưa quý thầy cô rằng là các pháp, cái không của các pháp nó nằm trong cái có, vậy là xong. Không có cái không nào nằm ngoài cái có mà có cả. Cái đó là cái tánh không như thầy nói đó. Nhưng mà cái tánh không phải dựa trên hiện tượng mới có được cái tánh không đó. Nhưng mà bản thân mình khi thấy hiện tượng tan mất đi, mình rơi vào chấp đoạn là nó không còn cái gì hết, đúng không nha? Nó biến mất thì đâu còn cái lớp nữa. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, thầy đó bạn đây, trường cũ đâu rồi? Có biết cái bài đó không? Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ đó, thầy đó bạn đây, trường cũ, bạn cũ đâu rồi chứ quên. Thầy đó trường đây, bạn cũ đâu rồi? Bâng khuâng hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có còn đôi đứa sống yên vui với đời học trò mà giờ thành hiệu trưởng rồi. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, dây leo phủ vàng đăng kính tiếng ve kêu nghe gửi buồn thêm nha. Thì có nghĩa rằng bạn cũ không còn nữa, là mình thấy là không còn bạn cũ nữa, là cái trường đó lớp trống không à, mà bạn mới không à nha. Đó, như vậy thì chúng ta là chấp đoạn là vậy đó. Có nghĩa là tan cái chúng ta thấy nó hết, cái pháp đó không còn tồn tại nữa. Xin thưa rằng đừng có quan niệm như vậy. Không có đoạn gì trơn á. Trên đời không có không, cũng chẳng có. Khi mà các pháp nó hình thành thì cái người có trí thấy rằng cái không là nó nằm trong cái có đó. Còn khi các pháp đoạn diệt đi thì là trong cái có nó có cái không. Được chưa? Nó không có bị đoạn diệt là chỗ đó. Thôi gần hết rồi, bài ráng đi, còn có 3 bài kệ nữa à, chúng ta ráng lên. 3 câu nữa à, 10 giờ mấy hả? Đi nhanh lắm nè, cái này quý thầy cô hiểu liền rồi nha. Nếu pháp có thực tánh thì sau, thì sao chẳng thay đổi. Tánh có tướng thay đổi thì chẳng bao giờ đúng. Thế mà đã tánh thì không bao giờ thay đổi. Thế mà cái gì có tướng thay đổi thì nó không phải là tánh. Tất cả đều thay đổi, cho nên các pháp không có tánh, các pháp không có thực tánh. Hãy lìa có, lìa không, như Tán Đà Ca Chuyên Viên.
liệt có là đừng thấy các pháp nó hiện hữu là cho nó có cái tự tánh gì hết. Mà khi các pháp không hiện hữu thì chúng ta để ý rằng cái không đó không phải là hư không, mà là chúng ta chấp mà không có. Nếu pháp thực có tánh làm sao mà biến đổi, nếu pháp không có tánh làm sao mà biến đổi. Thì như vậy cái này cũng dễ hiểu, cái này con nít cũng hiểu được chứ đừng nói mình nha. Nếu chúng ta có ngã, có tánh, có ta, ví dụ chứ mình chấp mình là mình, quý cô chấp quý cô là quý cô, quý thầy chấp quý thầy của thầy, thì quý thầy quý cô vĩnh viễn không bao giờ tốt nghiệp được. Tại vì mình là sinh viên làm sao mà thành cử nhân được. Còn nếu chúng ta không phải là sinh viên thì làm sao chúng ta thành cử nhân được luôn nha. Là chấp có tánh cũng không được, chấp không tánh cũng không được. Nếu pháp không có tánh làm sao mà biến đổi, nếu pháp có thực tánh làm sao mà biến đổi, một pháp không có tánh thì làm sao mà biến đổi. Pháp không có tánh có nghĩa là không có pháp, mà không có pháp lấy gì biến đổi. Mình phải chìm vô cái câu đó nữa thì dễ hiểu được không? Này nha, xin lỗi, đây lỡ thêm cái nữa. Pháp, nếu pháp thực có tánh, mà tánh thì phải là bất biến, như vậy thì nó không đổi, cái này dễ hiểu rồi. Nhưng bây giờ pháp không có tánh là chúng ta là những cái thây ma, gọi là zombie, gọi là ma cà rồng. thì như vậy lấy cái gì mà gọi là ta đi tái sanh đồ, đúng không? Cho nên pháp không có tự tánh, nếu pháp không có tánh thì coi như không có pháp, mà không có pháp thì đừng có gọi là cái gì biến đổi. Cái này là rơi vào chấp có chấp không. Bây giờ phá cái tư tưởng đó đi. Rằng liền, rằng có liền vướng thường, rằng không liền vướng đoạn. Do đây người trí tuệ không vướng có cùng không. Đúng rồi. Người có trí tuệ không vướng có cùng không. Đây nè, đây là Tán Đà Ca Chiên Viên nè, đây là Kinh Ca Chiên Viên nói người có trí tuệ không vướng có cùng không. Câu cái này cuối cùng này nha. Cái giỏ này đựng rất nhiều đồ, chúng ta thấy là có. Khi lấy hết đồ ra chúng ta nói là không, lấy đồ ra ngoài chúng ta nói là không. Đó là cái quan niệm có không của người bình thường. Nếu pháp có định tánh, chẳng không là thường hằng. Nếu trước có sau không thì thay đây thành đoạn diệt. Tại sao cái thấy có, cái thấy có đó lại sinh ra cái thấy sự vật thường hằng, và cái thấy không có lại sinh ra cái thấy sự vật đoạn diệt kỳ vậy? Là cái quan niệm thông thường, cái thói quen của mình thấy, hễ mà cái giỏ này nó có đồ thì nói này, cái giỏ này có đồ gọi là giỏ đồ, còn cái giỏ không có đồ thì chúng ta không gọi là giỏ đồ mà chúng ta gọi là giỏ không, được chưa? Cái giỏ không có đựng cái gì cả. Thì cái kiểu có không của mình là vậy đó. Mà tại sao kỳ vậy? Tại sao kỳ vậy? Thì cái giải thích rằng nhược pháp hữu định tánh, nếu pháp nó có cái tánh đó, tức là tánh có, chẳng không sẽ là thường hằng. Chẳng không là sao? Là có, đúng không? Sẽ là thường hằng. Nếu trước có sau không thì như vậy thành đoạn diệt. Chẳng không là sao? Luôn luôn cái giỏ này đầy, không ai vô lấy đồ hết, thì mãi mãi nó là thường hằng, tại vì nó đầy. Còn khi mà người ta lấy ra rồi, trước có sau không thì thành đoạn diệt. Đó là quan điểm của mình, được chưa? Trước khi có tiếng chuông thì chưa được ra về, khi có tiếng chuông thì không có học được nữa, kể cả dạy lẫn học là chúng ta quen vậy rồi, là có chứ không nha. Còn cái người học chung quán luận á, là có tiếng chuông hay không có tiếng chuông thì chúng ta vẫn là chúng ta, không có thay đổi gì hết trơn á nha. Trong tiếng chuông đó có cái tánh về và tánh học. Giờ tiếng chuông này là về hay học vậy? Rồi mời quý thầy quý cô đứng lên về.